Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng 22 đến 25 độ vĩ Bắc, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m hoạt động mạnh, nên hôm nay đến sáng mai miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm một đợt. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh cục bộ trên 250mm một đợt. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm một đợt. Thời gian xảy ra mưa to tập trung cao điểm vào đêm và sáng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc hôm nay từ 30 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, vùng núi cao dưới 24 độ. Thủ đô Hà Nội từ hôm nay đến sáng mai có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Tại miền Trung, đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài 20 ngày qua bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Hôm nay nắng nóng chỉ còn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên, với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 50 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 đến 16 giờ. Các khu vực khác của miền Trung hôm nay còn nắng, nền nhiệt cao nhất chỉ còn duy trì từ 32 đến 35 độ. Và chiều tối và đêm, khu vực miền Trung có mưa dông cục bộ ở vài nơi. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Riêng hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác cả ngày. Tây Nguyên duy trì thời tiết ổn định nhiều ngày qua với ngày có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ.